chương một sống nương tựa lẫn nhau bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mặt trời chiều ngã về tây trong núi trên đường mòn đi một cái gầy yếu bóng người nhỏ bé trên mặt có lưỡng đạo vết máu hẳn là bị trên núi cây có gai cho treo thương một thân giặc trắng bệt gai y khắp nơi đều là khâu vá sửa lại quá vết tích ống tay áo còn treo móc mài hỏng đầu dây dây đã có thể lộ ra ngón tay cái tới cổng lấy sau lưng một cái đại trúc cái gùi bên trong đều là nhiều chút trong núi hỗn tạp thảo dược. Thiếu niên kêu nhị cẩu tử, nguyên danh vương hoàng, vương gia thôn nhân, toàn bộ vương gia thôn cũng không có một có thể biết đọc biết viết, danh tự này hay là đi trấn trên tốn mười văn tiền thỉnh nhất cái coi bói lão đạo sĩ cho gọi là. Đại nhân đều cảm thấy tiện danh dễ nuôi nhiều chút, ngày thường cũng gọi nhị cẩu tử. Trong thôn còn có một đống lớn cẩu danh, heo danh, ngưu danh. Chỉ là kêu cẩu tử thì có sáu cái, Vương Hoàng chỉ có thể xếp hàng thứ hai, liền kêu nhị cẩu tử rồi. Nhị cẩu tử cảm giác mình tên tắc cũng không tệ lắm, so với cái kia cái tên gọi đóng cước trâu, hồi dung đũa hồn hào dễ nghe hơn hơn nhiều. Vương Hoàng năm nay 12 tuổi, năm tuổi tan mẫu, cha cũng ở đây mùa xuân năm ngoái sau khi vào núi liền lại cũng không có đi ra, nghe trong thôn đại nhân nói là gặp bầy sói, tán thân trong bùng sói rồi. Còn lại Vương Hoàng cùng một cái 8 tuổi đệ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, đệ đệ kêu vương nghị, tên tắc tứ cẩu tử. Vốn là cha lúc còn sống cho mướn trồng vương viên ngoại gia thập mẫu đất, thời gian còn miễn cưỡng không có trở ngại. từ cha sau khi qua đời, vương viên ngoại thấy hai huynh đệ tuổi tác quá nhỏ, sợ bọn họ loại không tốt địa, đóng không được cho mướn. Đem địa cũng thu hồi, ngược lại khu vực này người nhiều đất ít, chờ giúp bọn hắn trồng trọc nhân tạo địa nhân một bó to. Về phần vào núi săn thú, thì càng thêm không người tình nguyện dẫn hắn loại này con ghẻ ký sinh rồi, đến thời điểm không đuổi kịp giả thú, ngược lại bị trên núi giả thú đánh nha tế. Không có cách nào vương hoàng chỉ có thể ở thương vân sơn vòng ngoại tương đối an toàn địa phương, hái chút thảo dược, bán được trong trấn tiệm thuốc đổi mấy cái tiền đồng. Tiểu đệ chính là cả ngày giữa ruộng đi loanh quanh, tìm một chút rau củ dại, nhặt nhiều chút củi lửa, còn phụ trách giặt quần áo nấu cơm. Nhị cậu tử vừa đi vừa tính toán hôm nay thu hoạch, hôm nay vận khí quá kém, ở trên núi vòng vo cả ngày gần hái được một lượng kim ngân hoa, nửa lượng bán hạ, còn có một chút cúc dại hoa, cây kinh giới thảo, truy phong đằng đợi thảo dược cộng lại nhiều nhất có thể bán hai đồng tiền. Ngoài ra còn móc đến ba cái đầu ngón tay đại điểu đảng, hái đến thổi phòng trái cây rừng. Ngoài núi vây mặc dù an toàn nhiều chút, không có đại hình giả thú qua lại. Nhưng là có thể đáng ít tiền đồ vật, cũng ở đây mọi người từng lần một vơ vét hạ đã sớm còn dư lại không có mấy dưới chân núi vương gia thôn lúc này đã dâng lên từng đạo khói bếp cửa thôn còn có mấy cái tiểu hài ở chơi đùa vương gia thôn chỉ có mấy chục nhà nhân gia đều là trong trấn vương viên ngoại gia tá điền lấy cho mướn làm ruộng địa mà sống nông nhàn cũng sẽ vào núi săn thú hái thuốc lấy bù đồ xài trong nhà mùa màng thời điểm tốt cũng miễn cưỡng có thể lăn lộn cái ấm no về phần mùa màng không được bản con cái cũng có. Thật xa liền thấy một cái bảy tám tuổi tiểu hài chính ngồi sổng ở cửa chọn rau củ dại. Chọn rất nghiêm túc, cẩn thận đem mỗi một bụi cây rau củ dại bên trên đất sét phủi xuống, đem giả thức ăn dịp tử một mảnh phiến địa hái xuống, trừ bị sâu trùng cắn không tốt địa phương khác. Vương Hoàng rón rén đi tới phía sau hắn, còn không có phát giác. À! Vương Hoàng đột nhiên một tiếng gầm, bị dọa sợ đến Vương Nghị đặt mông ngồi dưới đất đợi thấy rõ ràng là vương hoàng sau, dẫn đến hắn cầm trên tay dính nhuyễn bột tất cả đều hướng trên người vương hoàng lao. Đuổi vương hoàng nhảy nhót tưng bừng, đợi đến tiểu đệ phát tiết xong lửa giận. Vương hoàng từ trong gùi lấy ra một cái dùng lá cây bọc lại bọc nhỏ, vừa bên trên dùng cọng có tinh tế vá kín lại. Tiểu đệ, ngươi xem đây là cái gì? Con mắt của vương nghị sáng lên, một cái cướp đoạt qua đi, nói. Cái này coi như là ngươi làm ta sợ bồi thường tiểu đệ nhẹ nhàng mở ra bên trong là một loại cây dâu tây do từng viên một tiểu mễ đại hạt châu tụ chung một chỗ lớn bằng ngón cái một cái chín mùi toàn thân đen nhánh trong ngọc mang một ít chua bình thường tiểu đệ thích ăn nhất Wow, nhiều như vậy thụ bao ta hiện tại cũng đào được rất nhiều rau củ dại tiểu đệ cười mắt cũng híp lại thành một cái kẻ hở nhỏ bóp mấy viên ném tới trong miệng ừ ăn ngon lại nắm một cái hướng vương hoàng trong miệng nhét ta ở trong núi tìm tới chừng mấy cây dâu tây còn có thật nhiều trên tàn cây còn chưa chín hai ngày nữa lại đi hái cầm đi ăn đi ta nấu cơm đi vương hoàng bắt một ba thước thả trong nồi gia tăng đo mực nước đốt lên sau vừa nấu vừa dùng muỗng gỗ từ từ khuấy động tiểu đề ở bên cạnh giúp nhóm lửa thỉnh thoảng hướng miệng nhét mấy viên cây mơ cũng thỉnh thoảng hướng vương trong miệng đưa tốn gần nửa canh giờ đợi nấu tới trong nồi thủy cùng thước hoàn toàn dung hợp thành nhìn rất nồng cháo trắng. Lại thêm vào xé nát rau củ dại, lại đem ba cái trứng chim đánh vào trong đó, dùng đũa nhẹ nhàng rạch ra, chỉ thấy cháo trắng trung bay lá xanh, còn có vài tia đảng hoa, lại thả điểm muối gia vị. Một nồi thoang thoảng mê người rau củ dại đảng hoa cháo liền làm xong. Giả bộ hai bát lớn, hai huynh đệ ngồi ở cửa trên tảng đá lớn uống hy lý ngáy khò khò. Vào đêm, nhìn bên cạnh ngủ say sư tiểu đệ, lúc này vương hoàng nhưng là rồi không buồn ngủ. Tự từ năm trước cha sau khi qua đời, chỉ dựa vào hắn mỗi ngày đi trong núi hái chút thảo dược bán được trấn trên tiệm thuốc, kiếm điểm đồng tiền miễn cưỡng duy trì hai huynh đệ sinh kế. Thường thường là ăn bữa trước không có bữa sau. Năm ngoái mùa đông chuyện còn ký ức hãy còn mới mẻ, tuyết lớn ngập núi hai tháng, đại địa một mảnh trắng xóa, không tìm được bất kỳ thức ăn. Hai huynh đệ đào lên tuyết địa đào rễ cỏ no bụng, thường thường ở nửa đêm đói tỉnh, mây trung gian còn bộ đến một con thỏ hoang, liền rễ có chịu đựng qua cuối cùng hơn 10 ngày. Này lại lập tức phải đến mùa đông rồi, trong nhà bình thường tiểu đệ phơi hơn 20 đêm liên quan rau củ dại, những thứ này muốn ăn đến sang năm đầu mùa xuân mới có tân giả thức ăn đào, còn kém rất nhiều. Một năm này nhịn ăn nhịn xài cũng để dành được rồi hai mươi mấy đồng tiền, cũng chỉ có thể mua nhị cân đa mét. Đô mi xem ra ngày mai muốn hướng trong núi sâu đi sông vào một lần rồi. Thực ra này thương vân sơn sâu bên trong cũng có chút dược liệu trân quý, nằm ngoái vương lão thất đang ở bên trong hái được một cây mười năm phần nhân sâm, bán bốn lượng bạc. Nên biết đạo nhất lượng bạc tương đương với nhất quán tiền, tương đương với một ngàn văn. Hai lượng bạc đã đủ hai anh em họ sinh hoạt một năm rồi. Chỉ là trong núi giả thú cũng nhiều. Bình thường thợ săn vào núi cũng phải gặp đủ năm sáu người mới dám vào núi, cứ như vậy thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện thương vong. Cùng với ở nhà chờ chết không bằng đi trong núi sâu bác đánh cuộc. Sáng ngày thứ hai, Nhị cậu Tử thu thập một phen, mang theo một cái bánh ngô, một cái đao săn, đạp lộ thủy vào núi. Đi sâu vào thương vân cũng hơn 10 dặm sau, nơi này cổ thụ chọc trời, mấy người ông hết đại thụ tùy ý có thể thấy. Trên đất càng là kinh cức tùng sinh, quần áo và quần đều bị phá vỡ tốt mấy đạo. Vương Hoàng Tây cầm trường cung mở đường, ngăn đỡ đường cây có gai đẩy ra, con mắt cẩn thận hướng chung quanh quét nhìn. Đột nhiên trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, theo ánh mắt, chỉ thấy bên trái cách đó không xa có một ít chùm xanh biếc cây cối. Đem hành như cây viết, phía trên đeo đầy màu trắng tiểu hoa, dịp tử thành đôi sinh trưởng, hành trang giống như lá trúc. Hà! 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 nhiều như vậy hoàng tinh. Vừa nói lấy ra quốc nhỏ đào thuốc, dè đặt mở đào. Một lát sau tổng cộng hái được hoàng tinh 13 cây, trong đó một cây đạt tới 8 năm dược linh, có hai cây 6 năm dược linh, còn lại 3 năm rưỡi không giống nhau. Còn có chút tiểu cây giống không có thải, để lại cho người đến sau đi. Đây cũng là người hái thuốc trung bất thành văn quy cũ. Thải đại lưu tiểu, thải nhân sâm thải xong sẽ ở chung quanh xuất ra nhiều chút nhân sâm mầm mống có rễ cây sẽ ở trong đất chừa chút tiểu hành có cây mây và dây leo sẽ chừa chút cây mây và dây leo nếu như đều dùng đoạn tử tuyệt tôn thải pháp những thứ kia quý trọng dược liệu đã sớm toàn bộ diệt tuyệt sau đó lại tìm đến mấy bụi không quá đáng tiền thảo dược tìm tới một cây giả hạch đào thụ nhặt được hai ba chục cái giả hột đào hột đào sẽ không hư có thể lưu đã đến đông ăn lúc này vương hoàng lại phát hiện một cây hồ mang đằng chính chổng mông lên hì hục hì hục địa đào đắc khởi tinh thần sức lực đây. Các căn có thể trực tiếp ăn sống, ăn sống mùi vị ngọt, sinh tân dừng khác, kéo xuống một ít cái thả trong miệng thống khoái nhai kỹ. Các căn cũng có thể nấu ăn, mùi vị có điểm giống nấu củ mài, rất là kháng đói. Còn có thể làm dược liệu bán lấy tiền. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.